Số Phạm Kiền em xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em quay cho các bác xem một cái lô cạn 34 bên em đang dở ra để đóng cho bác khách này. Bác ấy mua một lúc 3 cái bao cạn 34 này. Đấy, bác ấy mua về không biết lý do là bác ấy mua về để làm gì. Nhưng cái bao cạn 34 này, cái cạn 34 này thì có thể bẫy những con thú từ 2 tạ đổ về các bác ạ. Hoặc là các bác có thể bẫy trộm nhé. Đây, em rạch từ bao ra cho các bác xem này. Ui cạn quá là đẹp luôn. Đấy, size cạn to nhất bên em này là size cạn 34. Mỗi một bao này là được 10 chiếc thôi các bác ạ. 10 chiếc cạn 34. Đấy. Sắt phi là phi 18 để các bác xây nhà đấy ạ. Quá là đẹp. Cạn này thì đi bẫy vừa khỏe và lại bền nữa. Những cạn to này các bác phải dùng vam nhé, dùng vam để lên cạn thì mới lên được. Cái cạn to này, cạn này thì các bác phần đa là các bác, em nói thật là các bác phần đa mua về để đi bẫy trộm đấy, thì nó mới vừa chân trộm được. Đây, đặt chân lên cho các bác xem đấy, những bác mà bị mất trộm, mất gà, mất cá đấy. Các bác làm trang trại hay bị mất thì các bác mua về đi bẫy trộm. Những cái này thì không để nó không liên quan gì đến pháp luật đâu nhé, không ảnh hưởng gì để liên quan đến pháp luật, mà phần đa các bác mua về cũng vừa là để dọa nữa, dọa trộm nữa. Thằng nào lì lợm thì nó phập cái chân thì cũng phải què chân đấy ạ. Nó không liên quan gì đến pháp luật đâu đấy. Chỉ có què thôi, vợ nuôi thôi. Là em cũng sẽ lấy luôn cho các bác xem cái vam để mở cạn này. Các bác những cái size cạn to thì em báo luôn các bác là các bác phải dùng vam mới mở được cạn nhé. Cái vam này để cho các bác mở cạn này. Đấy. Thấy cũng nhiều video em hướng dẫn cho các bác cách mở cạn bằng vam đấy ạ. Cái cạn to thì các bác phải sử dụng vam hoặc bàn đẩy. Các bác hoặc là mua về các bác phải dùng bằng cái xà beng. Đấy. Đấy, các bác gài vào đây, gài vào cái chỗ này. Em lại quay một tay đâm ra, các bác mở vam ra là há ra tầm này. Các bác gài vào đây, bên trên là các bác gài vào đây, còn bên dưới là các bác để ở dưới đây thì các bác cứ thế xoáy thôi. Dùng van này thì rất là hiệu quả, rất là hiệu quả và nhanh và lại an toàn tuyệt đối luôn. Và các bác dùng van cạn sai cạn to 34 này thì bên em gửi cho các bác là có một cạn và một khóa lẫy như này các bác nhé. Một khóa lẫy như này. À, em sẽ lấy cái thước để đo cho các bác xem cái cạn 34 phân biệt như nào nhé. Một bác khách mua một lúc 30 cái cạn 34, tương ứng là 3 bao. Đây các bác nhìn nhé, đây là cạn 34cm à. Đo tràn viền là 34cm nhé. Cạn rất là đẹp luôn. Cạn này thì các bác có thể bẫy con lợn rừng hay hươu lai, hay con bò, trâu bò, rừng đều được, dưới 2 tạ. Dưới 2 tạ đổ về. Và các bác có thể đi bẫy trộm. Dùng để bẫy trộm thì nó vừa chân người. Chân người thì đeo giày nữa thì nó mới vào cái cạn này nó mới vừa các bác ạ. Đấy. Các bác mua cái size cạn to thì bên em có từ 22 sắt xoắn này. 22, 25. 27, 30 và 34 này là to nhất các bác nhé. Phi này phi 18 để các bác làm nhà này, làm móng nhà. Cái cạn xe cạn này thì rất là bền và khỏe, sử dụng được lâu. Và các bác lên mua van này để lên cạn. Giá thì bên em sẽ, các bác gọi điện trực tiếp, bên em sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Nếu các bác mua tùy theo số lượng size số. Cái vam này bên em đưa đến cho các bác với giá là 200.000 một chiếc vam như này thôi để mở cạn. Vam này thì các bác mua sử dụng có thể sử dụng được mãi mãi luôn nhé. Tất cả các size cạn đều mở được bằng vam này. Và cái vam này rất là bền, sử dụng rất là lâu. Bền vĩnh cửu luôn. Các bác mua hàng thì gọi điện ở số điện thoại em ghi ở góc màn hình, số điện thoại có Zalo em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác và gửi hình cho các bác để các bác chốt đơn đặt hàng cho nó chuẩn xác nhé. Và để tiếp tục theo dõi em sẽ đưa đến cho các bác những cái size cạn để các bác đi bẫy thú, từ những cái size cạn nhỏ nhất đến size cạn lớn nhất, và
có những cái sản phẩm để đi bẫy, các bác đi rừng đi bẫy thì bên em cũng cung cấp hết. Các bác cứ theo dõi kênh, đăng ký kênh và theo dõi, bên em sẽ đưa đến cho các bác nhé. Và có những chương trình khuyến mãi nữa. Cảm ơn các bác đã theo dõi em hết video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.